Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VOS Channel. Vào sáng hôm nay, khi mà mình lên các group của bên network thì thấy rất nhiều các anh chị em chia sẻ thông tin về KIC. Vậy thì liệu rằng KIC mở rộng đang được tăng thêm nhiều suất hay không? Mình sẽ chia sẻ nhiều thông tin cho anh em vào buổi sáng hôm nay nha. Rất nhiều partner đã chia sẻ này. Có biết anh em ơi, sáng tới giờ đơn xác thực rất nhiều. Có ai như mình không, anh em ai KIC rồi mà chưa làm xác thực thì vào kiếm BD. Sáng tới giờ hơn 100 đơn, vui không thể tả được. Mấy bữa trước cả ngày không có đơn nào. Hoặc là một comment hôm nay nổ đơn KIC. Rất nhiều, chúc mừng các partner. Và khi mà lướt xuống dưới đọc thì cũng thấy rất là nhiều bạn cũng được KIC này. Đây, hơn một tháng nữa chờ đợi này. Có rất là nhiều bạn comment đã hoàn thiện xong quá trình KIC rồi. Thậm chí là có những bạn sau khi thực hiện xong KIC thì sẽ được duyệt rất nhanh luôn. Và sáng hôm nay cũng có thêm rất là nhiều partner nhắn tin cho mình nói là đã được KIC rồi. Và khi mà thực hiện KIC thì mình có một vài lưu ý muốn chia sẻ cho các bạn từ những thông tin của các partner để giúp cho các bạn có thể hoàn thiện quá trình KIC một cách nó chính xác nhất. Và những cái chia sẻ của các partner đã thực hiện KIC rồi này. Đã KIC cho một chị thợ in của tôi trong 15 phút được duyệt liền và trở thành người xác thực luôn. Có thêm lưu ý là chứng minh nhân dân của chị chỉ ghi năm sinh nên mình ghi năm sinh là năm 1977, ngày 1 tháng 1 mà được duyệt bình thường. Nên những ai có chứng minh nhân dân mà không có ngày tháng mà chỉ có năm sinh, ví dụ như năm sinh 1990 mà không có ngày tháng thì bạn hãy ghi là 1990-0101 là ok nhé. Và đây cũng là một cái thông tin mà mình cũng muốn chia sẻ các partner khác khi mà thực hiện KIC mà mình cũng đã có trả lời rất nhiều trong các video khác rồi. Đó là khi mà các bạn thực hiện KIC bằng căn cước công dân mà không có chứng minh, mà không có ngày tháng, mà chỉ có năm sinh thôi thì điền ngày tháng là ngày 1 tháng 1 nha. Cái thông báo này đã được đội ngũ Mopi duyệt qua rồi. Mopi cũng chia sẻ là nếu như không có ngày tháng ở trong giấy tờ thì các bạn chỉ cần nhập ngày 1 tháng 1 là được. Và đây là một minh chứng cho việc dù cho nhập ngày 1 tháng 1 vẫn được vượt qua KIC nha. Và có rất là nhiều các partner sau khi thực hiện xong KIC cũng có chia sẻ một vài cái lưu ý cho các anh em. Đây, như là một partner này, partner chú ý khi thực hiện KIC sau khi trải nghiệm làm validator hay còn gọi là người xác thực cho phần xét duyệt KIC. Có một số trường hợp mình không tài nào pass KIC qua cho các partner được. Ví dụ như các trường hợp sau. Thứ nhất là ảnh 3x4 của căn cước công dân, chứng minh nhân dân và bằng lái xe bị mờ và đen. Nó chiếm tỷ lệ khoảng 20%. Thứ hai là chọn không đúng loại giấy tờ. Ví dụ như các bạn chọn căn cước công dân mà lại úp lên là bằng lái xe. Điều này chiếm tỷ lệ 30%. Thứ ba là úp căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân bằng lái xe chỉ một mặt trước mà không có mặt sau. Điều này chiếm 40%. Và đa số rất là nhiều partner bị mắc trong cái trường hợp này. Bị mắc lỗi trong cái trường hợp này. Khi mà các bạn đã úp cái hình giấy tờ lên trước thì nó mới hiện ra cái phần úp giấy tờ mặt sau lên. Nhiều bạn quên luôn và bỏ qua cái bước đó. Thứ tư là quay thực thể sống mà chỉ thấy có 1/2 mặt mình. Nếu những người lớn tuổi mình du di cho qua, điều này chiếm 30%. Và trên đây là tổng hợp một số trường hợp trong quá trình làm người xác thực mà mình đúc kế được. Mong sau này anh em sẽ lưu ý. Thì theo chia sẻ về giải pháp KIC hàng loạt của các Mopi Việt Nam thì giai đoạn đầu khi mà các bạn KIC trong B-Browser thì sẽ cho phép các partner toàn cầu gửi đơn đăng ký với số lượng tăng dần và có lẽ cái ngày hôm nay là cái số lượng đã tăng lên rất là nhiều rồi. Bạn sẽ nhận được thông báo xuất hiện trong ứng dụng B khi bắt đầu phiên khai thác mới. Hiện tại lời mời sẽ được gửi ngẫu nhiên. Có nghĩa khi mà bạn kích tia sát thì các bạn sẽ được gửi ngẫu nhiên nha trong giai đoạn này. Giai đoạn sau là khi mà hệ thống trơn tru và ổn định, partner trên toàn thế giới có thể gửi đơn KIC trực tiếp ở một số năm trong danh bạ Mynet mà không cần lời mời ngẫu nhiên như hiện nay. Những tài khoản đủ điều kiện tham gia từ 30 ngày trở lên đều có thể gửi đơn KIC. Và chia sẻ cho những bạn nào hiện tại chưa nhận được suất KIC là bởi vì cái quá trình thực hiện KIC nó không phải dành cho 1-2 triệu người, không phải dành cho 10 triệu người mà nó dành cho đến khoảng 30 triệu người. Có nghĩa cái tỷ lệ mà tất cả những partner đã nhận được suất KIC rơi vào khoảng vài triệu đi. Thì vẫn còn đâu đó khoảng 30 triệu partner vẫn chưa nhận được suất KIC. Có nghĩa là mặc dù suất KIC nó đã tăng lên, nhưng với cái số lượng partner quá đông đi thì các bạn có thể chưa nhận được suất KIC, nhưng có thể người khác đã nhận được. Và điều các bạn cần làm là hãy chỉ cần kiên nhẫn để chờ đợi thôi, bởi vì quá trình KIC nó sẽ diễn ra cho tất cả mọi người. Và đây là một chia sẻ của một Mopi, các mục tiêu cũng như cái quá trình cần hoàn thành của Bico Team trong thời gian sắp tới. Và đây cũng chính là cái lộ trình của B Network trong thời gian này. Thứ nhất là xác minh KIC cho tất cả người dùng và điều này đang tiến hành. Thứ hai, sau khi xác minh KIC xong là các bạn sẽ được chuyển số dư Bi sang ví Mynet của mình. Thứ ba, đó là phát triển hệ sinh thái Bi, kết nối các ứng dụng tiện ích với Mynet đã được lên kế hoạch cho quý 2 vào năm nay, có nghĩa là vào tháng 4, tháng 5, tháng 6.
Và trong tháng này thì BSQL Team sẽ có những thông báo liên quan đến hệ sinh thái. Thứ tư là kết nối các nút với Mainnet dành cho những bạn nào chạy node. Thứ năm là mở Mainnet. Mainnet mở nha. Khi mà Mainnet mở thì các sàn giao dịch có thể liệt kê Bi được, có thể trao đổi được Bi qua tiền tệ, và các dịch vụ bên ngoài khác cũng có thể tham gia vào mạng Bi Network. Và đó là toàn bộ cái quá trình của Bi Network. Ok, và qua những thông tin này không biết là các bạn Binance xem cái video của mình đã nhận được số KIC chưa? Nếu như các bạn đã nhận được số KIC hay có những bài học gì từ việc KIC thì hãy chia sẻ bên dưới video này nha, để cho nhiều người có thể biết thêm và chia sẻ thêm niềm vui sau khi thực hiện KIC. Ok, và đó là toàn bộ thông tin mình góp nhặt được trong ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.